Ngày hôm nay thì điểm tham quan tiếp theo của Vinh sẽ là làng cổ Thập Phần, cách trung tâm Đài Bắc khoảng 1 tiếng rưỡi ngồi xe taxi hoặc là bus nhỏ. Vinh nghe nói nơi này có rất là nhiều những cái điều thú vị, và hiện tại ở sau lưng Vinh thôi sẽ có một chiếc cầu treo bắc qua một con suối nhỏ hả, nhìn rất là đẹp. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân Vinh để đi vào thăm làng cổ Thập Phần nha. Ở đây mọi người thường sẽ viết lên những cái đèn bằng giấy và đốt lên thả lên bầu trời để cho cầu những cái ước nguyện của mình sẽ trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay thì Vinh cũng sẽ vào trong đó cầu mong những cái điều sức khỏe, hạnh phúc và sự an vui cho gia đình của mình. Đang ở trên núi cho nên là đường đi vào trong thác thì càng lúc càng cảm giác là mát hơn. Bên trái Vinh là đường tàu hỏa. Thường khi đi du lịch Vinh sẽ thích tham quan những nơi thiên về phong cảnh và thiên nhiên nhiều hơn, đặc biệt là những nơi có những nét văn hóa như là làng cổ xưa. Ngày hôm nay là một ngày vận động rất là nhiều, cũng có thể gọi là trekking nữa. Bây giờ cảm giác rất là thích, rất là thoải mái. Đứng ở đây đứng giữa rừng và có thác nước phía sau lưng mình nữa. Thiệt sự là thác nước này rất là đẹp và rất là hùng vĩ. Nhưng mà Vinh nghĩ cái chặng đường từ đây mình leo ngược lên trở lại thiệt là mệt quá. Nhưng mà không sao hết, đi du lịch mình phải vậy đúng không, mình phải vận động. Thì thiệt sự là cái công của mình bỏ ra thì xứng đáng nó có được những cảnh view đẹp như thế này, đúng không nào? Từ làng Thập Phần mà các bạn muốn đi đến Cửu Phần thì sẽ ghé ngang qua một địa điểm cũng khá là đặc biệt và Vinh muốn mọi người nên dừng lại một chút xíu để ngắm, đó là biển Âm Dương. Thì tại sao người ta gọi là biển Âm Dương, và có một cái điều đặc biệt thế này, đó là khi mà trời nắng các bạn có thể nhìn màu nước biển có tới 3 màu lượng, đó là màu xanh, màu vàng và màu trắng. Đó là vì ngày xưa trên làng Cửu Phần ở phía trên núi kia người ta khai thác vàng, trong quá trình khai thác thì nước chảy xuống và đụng nước biển thì sẽ tạo ra 3 màu như thế. Và bây giờ chúng ta đã có mặt tại làng Cửu Phần rồi, một trong những địa điểm mà nào giờ Vinh mơ ước tới, bởi vì nó là một trong những nét đặc trưng của Đài Loan. Và lý do tại sao có tên là Cửu Phần Vinh cũng tìm hiểu thêm, đó là vì ngày xưa xa lắc xa lơ rồi thì ngôi làng này chỉ có 9 nhà thôi, cho nên được gọi là Cửu Phần. Đương nhiên thì ngày hôm nay đã trở thành một nơi làng cổ có tấp nập và đông đúc hàng quán gì hơn. Bây giờ các bạn cùng vào bên trong với Vinh nha. Không biết là tại sao ở đây có thêm tiếng Việt nữa, đó là tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Hoa, rồi cả tiếng Việt nữa, chứng tỏ nơi đây là một trong những nơi hấp dẫn khách du lịch nhiều nhất. Giận lắm luôn, thơm. Kẹo. Nghĩ mọi người tới đây sẽ rất là thích bởi vì có rất là nhiều đồ. Nhìn cái gì cũng muốn mua hết hả?
Nhưng mà mình đâu có thể mà mua hết cái chợ này. Nhìn cái gì cũng thích. À, tưởng tượng khu phố cổ Cửu Phần này cũng giống như là bên Hội An của mình. Chỉ có khác là ở đây thì cái con phố này nó nằm ở trên sườn núi, dốc lên dốc xuống và đông đúc tấp nập hơn nhiều. Và xếp hàng rất là dài mới mua được bánh này. Muốn ăn phải lăn vào bếp hả? Ở bên này là mọi người cái món nào ngon thì phải xếp hàng hết. Và sau khi xếp hàng, Vinh đã có trong tay chiếc bánh gọi là bánh thảo tử. Vinh cũng không biết là tại sao có một cái tên lạ lùng như vậy, nhưng mà mùi mà Vinh chọn em may là mùi đậu đỏ. Mình sẽ ăn thử. Giống như bánh ú bên mình. Đây rồi, đây là quán Ame Trà Lầu, quán trà Ame nổi tiếng nhất của khu Cửu Phần này. Và Vinh thiệt sự là bây giờ rất là hạnh phúc bởi vì Vinh đã đến được nơi này, nơi mà Vinh luôn luôn thích và ao ước là mình có dịp đặt chân đến đây. Bởi vì đây là một trong những cái bối cảnh mà gây nguồn cảm hứng cho bộ phim Spirited Away, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của Nhật Bản, mà Vinh là một fan hâm mộ của bộ phim này. Và cảm giác của Vinh khi giờ thiệt sự đứng ở đây là cảm thấy rất là đẹp, đẹp hơn ở trong hình nữa. Bây giờ Vinh đã vào bên trong quán trà rồi. Và như các bạn cũng thấy nãy giờ, chị phục vụ ở đây đã làm cách rất là nhuần nhuyễn, một cách rất là professional, chuyên nghiệp. Uống trà thì Vinh biết là mỗi nơi sẽ có một cách uống trà khác nhau. Ngay cả ở trong nước Việt Nam mình là Nam, Trung, Bắc cũng đã có những cái cách uống trà rất khác nhau rồi. Lát hồi nữa thì Vinh sau khi uống cái tách đầu tiên này, Vinh sẽ cố gắng làm lại thử xem có được hay không. À quên, Vinh quên một chi tiết, đúng là mình không phải là người chuyên nghiệp đúng không? Mình phải vịn cái này lại, không là sẽ đổ ra. Thế là phải đúng cách như vậy, ụp lại, xong rồi cầm lên, mà phải cầm như vậy, xong rồi hửi, sao đâu biết uống trà. Uống trà thôi sao khó như vậy ta, nhưng mà cũng vui mà đúng không? Và những cái món ăn mà đi kèm cùng với món trà này cũng rất là hấp dẫn. Có ô mai, đậu xanh, có món mè sửng nữa, mochi. Ngoài trà nóng ra thì ở quán còn trà lạnh nữa. Không biết mình có uống sai không? Người ta phải thưởng thức trà một tí một mình uống cái ực. Bên kia làng cũng phần vào đúng lúc hoàng hôn là một trong những thời điểm mà Vinh thích nhất trong ngày. Mình có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Hiện giờ Vinh đang đứng ở trên núi và các bạn cũng thấy rồi, một cái view rất là đẹp. Và lúc nào Vinh cũng mê chụp hình cảnh hoàng hôn hết. Could be larger than life.